Xin chào mọi người. Hiện tại mình đang ở thành phố GOC, đất nước Taiwan. Thành phố này nổi tiếng về suối nước nóng. Và hiện tại bây giờ là khoảng 5 giờ chiều. Cái khách sạn mình thì nằm ở ngay trung tâm, và từ trung tâm thì đi đến suối nước nóng mất khoảng chừng 10 phút. Trên đường đi thì mình thấy có cái chỗ này họ có cái suối nước nóng ngâm ở trong nhà, nhưng mà mình không biết là có trả tiền hay không, hay vì ở cái thành phố này có rất nhiều chỗ để ngâm chân suối nước nóng này và nó free nha. Còn ở đây thì mình không biết là có trả tiền hay không. Rồi ở bên đây á, là họ có bán bắp nè, rồi có bán khoai lang, khoai tây, rồi trứng gà, trứng vịt. Mọi người đang mua nè. Và sau đó mình đi ra đây mình luộc. Cái nước nóng là nước nóng tự nhiên nha mọi người. How many minutes you cook? How many minutes you put it there and how long? Tính hỏi cô đó là mình để cái trái bắp ở trong đây nè mọi người, là mất khoảng bao lâu thì nó sẽ chín, thì cô không có hiểu tiếng Anh của mình cũng không biết, nhưng mà mình thấy ở đây họ để trứng nè vô luôn rồi bắp nữa. Còn cái cọng này là cái cọng gì thì mình cũng không biết nha. Thấy ở dưới đây họ có để khoai lang nè, rồi khoai tây nữa nè. Cái cô kế bên đây thì cũng có để khoai lang với lại bắp nữa. Còn ở đây thấy có khoai tây với trứng với bắp nữa nè. Mọi người có thể thấy cái hơi nước nó bốc lên, nồng hơi nước nóng nó bốc lên. Mình đứng kế bên là mình vẫn cảm nhận được cái nhiệt độ nóng nó tỏa ra luôn á mọi người. Đường xá ở đây á mọi người, nó gần dạo nhà đường xá và lại nhà cửa nó cũng gần giống với lại bên Nhật Bản á. Thành phố này cũng là thuộc thành phố nhỏ của Đài Loan, nên trong thành phố nó cũng rất là yên tĩnh, nó không có ồn ào, và xe cộ thì nó cũng không có đông đúc hay là bị kẹt xe giống như ở trong thành phố lớn của Đài Bắc. Và hôm nay mình mời mọi người cùng với mình đi đến cái suối nước nóng để tắm. Cái chỗ suối nước nóng này là suối nước nóng công cộng, và có rất là nhiều người dân địa phương ở sống ở đây, ở trong thành phố này họ đến đây tắm. Và mình cũng nghe nói cái suối nước nóng này được mở 24/24, và nó nằm sát bên cái trạm xe bus luôn, nên có rất là dễ đi và dễ tìm. Đây là cái trạm xe bus ở cái thành phố Hot Spring này nha mọi người. Và từ ở trung tâm thành phố Đài Loan thì mình bắt xe bus, mình đi tới cái thành phố này mất khoảng 45 phút đến 1 tiếng xe bus. Và bây giờ mình đi vô cái khu này, là chỗ này là họ có cái hot spring. Và cái hot spring này thì nó nằm sát bên cái trạm xe bus luôn, và nó nằm ở trong cái một cái công viên nha mọi người. Ở bên đây là cái công viên nè. Mọi người có thể nhìn thấy cây và những cái bập bên của con nít nó chơi á mọi người. Có cả hồ bơi nữa nè. Mọi người có thể thấy cái hồ bơi đó. Đó là hồ bơi. Hôm nay mình mời mọi người đi đến đây là chủ yếu để đi cái hot spring, đi tắm suối nước nóng nha mọi người. Mà suối nước nóng này là nước tự nhiên nha, chứ không có phải là do con người mình làm ra đâu. Ở trước mặt mình cái khu vực này là cái suối nước nóng để ngồi ngâm chân. Ở chỗ này thì mình không có cần phải trả tiền để mua vé hay cái gì hết. Bất cứ ai vô đây ngâm chân cũng được hết trơn á. Vì cái chỗ này là chỗ public. Mình thấy mọi người ở đây rất là thư giãn luôn. Bây giờ mình đang đi vô cái khu vực này là bên ngoài cái khuôn viên của cái suối nước nóng, cái Honsen nha mọi người.
Và ở bên tay trái của mình, bên tay phải của mình ở đây là có một cái hồ bơi công cộng. Và cái hồ bơi này thì nằm sát ở sau lưng cái trạm xe bus. Còn cái suối nước nóng, cái Honsen á, thì nó nằm sát bên cạnh cái hồ bơi luôn. Nói như vậy cho mọi người dễ hiểu, để khi mà mọi người có đến cái suối nước nóng thì cũng dễ tìm. Còn bây giờ thì mình cùng với mọi người đi vô trong cái Honsen để khám phá xem bên trong này có khác như thế nào với lại cái Honsen ở bên Nhật hay không. Và nếu họ có thể cho mình quay phim ở bên trong á, thì mình sẽ quay cho mọi người xem. Bây giờ cũng gần 6 giờ tối rồi nên trời nó cũng hơi tối á. Và nếu mà cái video này nó có hơi bị mờ á, mong mọi người thông cảm nha, vì ở bên ngoài trời nó cũng hơi tối á. Kế bên đây thì thấy có một cái tủ lạnh bán nước nữa nè mọi người. Mình thấy ở đây như có mấy cái nước dưỡng nhan nữa nè, ở bên Việt Nam mình bán nè đó, mấy cái chai nước dưỡng nhan đó mọi người. Hi. For 2%? Yeah. 2%? Yeah. Oh, okay. Sau khi tắm suối nước nóng xong và bây giờ là khoảng hơn 7 giờ tối, mình mời mọi người cùng với mình đi dạo trung tâm thành phố và đi ăn tối với mình luôn, để xem ở cái thành phố này có bán những món gì có khác gì với lại trung tâm Đài Bắc của Đài Loan hay không nha mọi người. Buổi tối ở đây bán đồ ăn rất là nhiều luôn mọi người. Đây anh này, anh bán cái gì đây? Ở trên đây giống như là đi đến đây thì mình thấy có một tiệm bán bánh hành chiên ở Đài Loan. Cái bánh này nó cũng rất là nổi tiếng luôn nha mọi người, giống gần giống như là bánh truyền thống á. Những chỗ khác thì mình thấy cái bánh họ làm nó tròn tròn, còn ở đây thì hình như là bánh ở đây họ làm nó cuốn nó dài dài, giống như gần giống như giò cháo quẩy á, nhưng mà là ở nhân ở trong là hành không à.
đi bộ vòng vòng nãy giờ đói bụng quá không biết ăn gì mọi người. Bây giờ mình đi vô cái tiệm gà chiên ở trên đường nè, không biết có ngon hay không, mình cứ tấp vô đây ăn đại đi. Thấy họ bán gà chiên, đồ chiên rất là nhiều, thì mình có order một cái gà chiên với lại cái này giống như là cái tempura, mà không biết cái này là tempura và cái gì đó nha. Họ để là file tempura nè, mà không biết cái chiên cái gì nha. Mình chỉ biết là gà chiên, nhưng mà họ nói cái này là cay. Và ở đây là chuyên bán cái đồ chiên không à. Cái này là đậu hũ với lại taro khác nha mọi người, như khoai cao quá. Có này xúc xích với lại cá viên. Nói chung là ở đây là chuyên về mấy món chiên nha mọi người. Cái này mình kêu lúc nãy là 75 đài tệ nha, tiền của Đài Loan nha. Ồ, có bán nước khế nữa, để mình order thêm cái nước khế mình uống thử. Mình mời mọi người cùng ăn tối với mình nha. Bây giờ cũng là 7 giờ rồi, mình đi bộ vòng vòng nãy giờ. Nó nóng quá và cũng đói bụng nữa. Mình có vô ghé đại cái tiệm gà chiên nè mọi người. Thấy họ bán rất là nhiều các đồ chiên luôn, nhưng mà chắc chuyên về gà chiên. Mình thấy gà chiên họ bán rất là nhiều. Và đây là nguyên một cái miếng gà chiên nè, rất là bự luôn. Mọi người thấy miếng gà chiên không? Rất là lớn luôn nha. Nóng quá mọi người ơi. Và thêm một cái ly nước khế nữa nè. Cái ly nước khế nè, cũng rất là bự luôn. Cái ly nước khế này với lại cái miếng gà chiên á, mình kêu á, là tổng cộng là 115 tiền đài tệ của Đài Loan nha. Cái nước khế này ngon lắm mọi người ơi. Nó không có quá ngọt, mà không có ngọt cái kiểu mà đường nha. Ngọt từ cái nước khế nè, thơm cái mùi khế. Với hình như họ có bỏ cái xí muội vô nữa, mình thấy có hơi thơm thơm cái mùi xí muội nữa mọi người. Mà nó không có ngọt nha, thơm lắm, thơm cái mùi khế với lại cái mùi xí muội. Cái nước khế này rất là ngon luôn. Đây là cái gà chiên của mình. Và nãy anh chủ quán anh hỏi có cây có ok không, ăn cây được không? Mình nói ăn cây được, là có cái cây xanh xanh nè, mình nghĩ chắc là ớt á, với lại thấy hình như bên ngoài rất là giòn luôn nha mọi người. Bên ngoài có cái hột á, mình không biết có phải là cái đó là hột gạo hay không nha, mà mình cũng không biết cái loại bột gì nha. Mà ở đây chiên á, cái bột rất là mỏng luôn, ở bên ngoài giòn, ở bên trong cái miếng thịt gà nó mềm, nó còn ẩm được cái độ cái miếng thịt, còn ngọt cái miếng thịt nha, chứ không phải là nó khô ở bên ngoài mà khô bên trong luôn nha. Bên ngoài khô giòn nhưng mà bên trong á thì vẫn còn giữ được độ ẩm, độ mềm, độ ngọt của thịt nha. Mà ở đây họ ướp cũng vừa ăn nữa, nó không có quá mặn. Tại mình ăn có những chỗ khác á, họ rắc cái bột ớt hay là cái gì lên á, ăn nó rất là mặn luôn. Còn ở trên đây mình thấy là mới cắn vô miếng đầu tiên mình thấy ok nha. Còn không biết lát ăn xuống đây á nó có mặn hay không thì mình không biết. Tại vì ở dưới đây nè, mình thấy có cái rau mùi á và cái bột ớt hay bột gì, cái màu cam cam á rất là nhiều. Mọi người có thể thấy nè. Ở cái thành phố này á mọi người,
nó không có lớn như thành phố Đài Bắc, nhưng mà họ vẫn bán đồ ăn rất là nhiều, buổi tối hay buổi sáng gì cũng vậy. Nhưng mà mình thích đi buổi tối hơn, nó mát mẻ hơn cái buổi sáng. Ban ngày á, buổi trưa thì nó hơi nóng hơn buổi tối, nên buổi tối mình thích đi dạo vòng vòng của thành phố. Mà ở đây đi á, đường xá nó cũng sạch sẽ mà nó cũng an toàn nữa, xe cộ nó chạy nó không có tùm lum. Cắn tới cái bột ớt đó mọi người, nó hơi cay chút xíu, nó bị sặc. Nhưng mà họ có rắc cái mấy cái này nè, cái xanh xanh đó hình như là cái rau thơm á, nên ăn vô rất là thơm luôn. Ở ngay chính giữa này nè, họ rắc gia vị nhiều nên nó đậm đà gia vị và nó hơi mặn hơn chút xíu à, chứ nó không khỏi phải là mặn quá mặn nha mọi người. Nó đậm đà hơn cái miếng khúc đầu trên lúc nãy mình cắn. Ăn cái miếng gà này xong và uống thêm một cái ly nước này nữa là no. Ở đây mình thấy có bán ổi ruột đỏ nè. Cái ổi này thì giống như cái ổi xá lị ở bên Việt Nam mình đó mọi người, không biết có đúng hay không, nhưng mà cái này là ổi ruột đỏ của Đài Loan nha. Và cái tiệm này thì bán rất là nhiều cái trái cây nha mọi người. Ở đây họ bán mình không biết là cân ký hay là sao, nhưng mà mình thấy một rổ như vậy á, họ bán 100 tiền đài tệ hoặc là 150 tiền đài tệ, tùy theo nha mọi người, cứ một rổ như vậy á. Mango tea is a good place, right? No, that not mango tea. But that's the one you like. Passion fruit. Yeah. They call it ice snow. Snow ice.
Yeah. Look at all this food. Over there they have a chicken. See the chicken? Mm. Wanna go see the chicken? That's awesome. Okay, we cross. Hello, is that stinky tofu? Yeah, is that smelly, stinky? Okay, can I get one? Yeah. Sit here, yeah. Yeah. Hôm nay mình mời mọi người đi ăn đậu hũ thúi nha. Xin chào mọi người. Tối nay mình mời mọi người ăn cái món đậu hũ thúi. Đây là một trong những món nổi tiếng ở Đài Loan luôn nha. Và cái món đậu hũ thúi này mình cũng rất là thích ăn. Và mình cũng đã có ăn nhiều lần mình đã ăn đậu hũ thúi này cũng được nhiều lần ở Đài Loan lắm rồi. Nhưng mà cũng tùy chỗ, có chỗ thì làm cũng rất là ngon, có chỗ thì làm cũng không có ngon lắm đâu. Và họ sẽ có hai loại đậu hũ thúi, một loại là đậu hũ chiên và một loại đậu hũ nó không có chiên á mọi người. Mình thích ăn cái loại chiên hơn. Nó giòn mà nó béo ở trong, nó hơi thum thẩm khi mà họ chiên lên, nó cái mùi nó rất là nồng, ai không chịu được á chắc là khó ăn lắm. Nhưng mà khi mà ăn được á, ăn quen á, rất là ngon luôn. Cái đậu hũ thúi ở đây á, đúng là cái mùi nó rất là nồng, rất là thúi so với mấy lần trước mình ăn mấy cái chỗ kia kìa. Ở trên Đài Bắc á, cái mùi thúi nó không có nồng như ở đây đâu. Nhưng mà cái này nó nồng hơn mà mình lại thích hơn. Rất là ngon. Và thường ăn đậu hũ thúi á, với lại ăn đậu hũ thúi chiên này nè, họ hay cho kèm với lại giống như cái này là bắp cải á, mọi người, họ ngâm chua ngọt á. Này bắp cải ngâm chua ngọt, nhưng mà ở đây á cái vị nó ngọt nhiều hơn, và họ có bỏ thêm cái nước sốt dầu hào đó, nó không phải, xin lỗi, dầu mè, nên nó rất là thơm cái mùi dầu mè luôn. Rất là thơm cái mùi dầu mè nha mọi người, trong cái nước sốt này nè.
Ngon quá mọi người ơi. Thì lúc nãy mình đang quay phim á, bà chủ bà chưa có chiên á, thì mình không có thấy được cái mùi thúi thâm thẩm đâu. Nhưng mà khi bà chủ bà chiên lên rồi á, bắt đầu cái mùi thúi á, nó nồng quá, nó thâm thẩm á. Nhưng mà ăn vô nó ngon quá, rất là ngon luôn. Wow. Lúc nãy mình ăn tối rồi mà mình nói thôi chắc không ăn nữa đâu, mà đi đi dạo tí xíu á, cái con đường này nè, hai bên đường á đồ ăn nó quá trời, quá nhiều đồ ăn luôn mọi người. Giờ thấy cái thêm được cái xe ở chỗ này thì bán đồ hủ thúi, đúng là cái món ruột của mình luôn, rất là thích. Mà đặc biệt nữa là cái chỗ này nè, cái đậu hũ này á nó nồng hơn những cái chỗ khác mình ăn, rất là ngon luôn. Ở ngoài nó giòn, ở trong nó mềm, nó béo, nó thơm. Đến Đài Loan á, lần nào mình cũng phải tìm ăn cái món đồ hủ thúi hết trơn á mọi người, mà hầu như tối nào mình cũng phải tìm ăn, nhất là đi mấy cái chợ đêm á. Tối nào mình ở khi mà mình ở Đài Bắc á, tối nào mình cũng đi chợ đêm để ăn cái món đồ hủ thúi này nè. Cái món gì không ăn chứ là cái món đồ hủ thúi là mình phải ăn. Chấm cái nước sốt đó nó hơi ngọt ngọt nhẹ chút xíu. Ngon quá mọi người, chắc mình kêu thêm dĩa ăn nữa, ăn cho đã, gọi là ăn đã thèm đó. Ngon quá. Hello, can I get one more? Slow down. Ngon quá, bây giờ mình kêu thêm dĩa nữa ăn cho nó đã thèm. Để mình quay lại cái video cho mọi người xem. Đây là cái dĩa đậu hũ thúi thứ hai là mình kêu nè mọi người. Mình thích ăn có đồ chua nhiều á, mình có xin chủ quán thêm là kêu cho thêm đồ chua. Nhưng mà chủ quán nói lại bằng tiếng Trung Quốc, tiếng Đài Loan á, mình không có hiểu. Không biết là chủ quán muốn tính thêm tiền hay cái gì thì mình cũng không biết luôn. Thôi kệ nó, thì thấy chủ quán bỏ thêm tí xíu vô cho mình. Thì bây giờ nếu lát tính tiền thì người ta có tính thêm tiền thì mình cũng chịu thôi, nhưng mà ăn cho nó đã trước đi, cho nó đã cái miệng, cho nó đã thèm trước đi mọi người ơi. Thơm quá, thơm cái mùi thum thủm, mùi thúi thúi đặc biệt á, nó rất là đặc trưng luôn, không có cái, không biết diễn tả cái mùi thúi này nó như thế nào á. Vị thứ hai nè mọi người. Mình không biết diễn tả cái mùi thúi nó làm sao luôn á, nhưng mà đối với mình thấy không có thúi, nó thum thủm mà nó thơm, nó béo béo. Và đặc biệt ăn thêm cái dưa chua á, nó chua chua, nó ngọt ngọt, ngon mọi người. Và cái đậu hũ thúi này á, nó khác với đậu hũ thường là ở chỗ á, cái miếng miếng đậu hũ á, cái màu nó sậm hơn, nó đậm hơn cái đậu hũ thường. Đậu hũ thường thì nó trắng hơn, và khi chiên lên cũng vậy nữa, nhìn cái miếng đậu hũ á nó đậm màu hơn, nó vàng đậm hơn cái đậu hũ bình thường, và bên trong á thì nó cũng vậy, nó sẫm màu hơn nè mọi người, nhìn rõ không đó, nó sẫm màu hơn cái đậu hũ thường.
nhưng mà mình thấy nó béo hơn cái đậu hũ thường nha. Mình không biết tại sao mà họ làm như thế nào thì mình không biết, nhưng mà mình thấy ăn nó cái độ béo mình thấy béo hơn cái đậu hũ thường. Ở cái thành phố này mọi người, hình như không có chợ đêm, mình không thấy chợ đêm. Mình không biết có hay không, vì lần đầu tiên mình tới cái thành phố này. Và mình cũng đi vòng vòng thành phố cũng không có thấy thành phố không có thấy chợ đêm. Nhưng mà thấy đồ ăn bán hai bên đường rất là nhiều, đủ các món ăn hết trơn á. Và cái thành phố này thì nó cũng thuộc thành phố nhỏ, nó không có lớn. Lâu rồi mình không ăn được cái đậu hũ thúi này nên ăn lại thấy ngon quá. Vì kể cả bên Canada có khi mấy cái chợ chợ đêm á và hội chợ này kia họ cũng có bán đậu hũ thúi ở bên Canada. Giống như Night Market này kia cũng có bán cái khu ở Richmond chợ đêm á họ cũng có bán. Nhưng mà mình ăn mình thấy nó không có ngon, nó không có thúi giống như cái đậu hũ ở bên Đài Loan này. Và cái vị nó cũng khác nữa. Ngon quá mọi người ơi, muốn ăn thêm dĩa nữa mà no quá rồi, không ăn nổi nữa. Mình xin dừng video ở đây và chúc mọi người ăn ngon miệng. À, dĩa đậu hũ thúi mình ăn lúc nãy á mọi người có 120 đô tiền Đài Loan thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.